Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy oái âm, chua xót đã xảy ra trong một gia đình. Và tôi mong rằng quý vị các bạn lắng nghe, bình luận và chia sẻ về câu chuyện đầy cay đắng này. Trước khi vào câu chuyện, tôi không quên gửi một lời chúc tới quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi, lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Tôi đã từng mong sẽ có một ngày mẹ chồng và chồng sẽ phải cầu xin tôi tha thứ cho họ vì những gì họ đã làm tổn thương đối với tôi. Nhưng khi ngày ấy xuất hiện, nó lại khiến tôi thật sự khó xử và không biết nên làm sao cho phải. Tôi sống ở tỉnh lẻ, lên thành phố học rồi quen Đức. Anh là chàng trai hiền lành, ít nói nhưng rất tốt bụng. Vì gia đình tôi không mấy khá giả nên tôi chăm chỉ vừa học vừa làm để phụ giúp bố mẹ. Còn Đức thì khác hẳn, nhà anh tương đối giàu có. Ngày đồng ý trở thành bạn gái anh hay cho tôi những khoản tiêu vặt hoặc sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần đến tiền. Tôi không phải cô gái thực dụng, thấy anh có điều kiện thì bám vào, nên tôi cũng không nhận sự giúp đỡ từ anh. Vì chính tôi hiểu rõ tình yêu hay tình bạn đã liên quan đến đồng tiền thì rất dễ mất lòng nhau. Từ ngày mới yêu nhau, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện Đức kể về mẹ mình. Anh thần tượng mẹ mình, bất cứ cái gì cũng đều muốn thông qua mẹ mình. Nếu những khoản như mua xe máy, mua điều hòa thì tôi không nói làm gì. Nhưng con trai mà ngay cả mua quần, mua áo, những thứ nhỏ kinh khủng, anh đứng trước cửa hàng người ta hỏi mẹ cho bằng được. Yêu nhau cũng được gần 2 năm, anh đưa tôi về gia đình vì sắp ra trường và anh muốn tôi theo anh về quê anh, chứ không sống ở trên Hà Nội. Tôi nghĩ đơn giản, phận làm con gái thì chồng đi đâu mình theo đó nên cũng nghe theo. Ngày tôi về nhà anh, mẹ anh đon đả đón tiếp tôi như con gái trong nhà. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì mẹ chồng cũng là người hiểu biết và tính tình dễ chịu. Trở về Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp xong, chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân của tôi khá êm đẹp được 2 năm. Vấn đề nằm ở chỗ 2 năm thả rồi mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Mẹ chồng hàng ngày sốt ruột nên cứ thúc ép tôi đủ đều. Tôi đã tự một mình đi khám vì nghĩ do tôi nên mới chưa có con. Kết quả khám lại cho thấy tôi hoàn toàn bình thường. Điều này khiến tôi nghi ngờ vấn đề có thể do chồng mình, nhưng vẫn chưa nói với anh vì sợ anh buồn. Hôm đó tôi đi chợ sáng nhưng lại quay về vì cầm nhầm cái ví không bỏ tiền trong ấy. Tôi nghe được mẹ chồng nói với chồng: "Mày tìm đứa nào khác đẻ cháu cho tao đi chứ, cái hệ nó có đẻ được đâu." Thấy tôi đứng thẫn ra ở cửa, bà nhìn tôi lạnh lùng rồi nói: "Thôi con dâu, nghe thấy rồi đấy, thì mẹ cũng nói luôn, con không có đẻ được thì để thằng Đức nó tìm người khác đẻ. Lỗi đâu phải do con hoàn toàn bình thường, sao mẹ lại trách con như vậy?" Tôi cố cãi lại lời mẹ chồng như thế. Nhìn sang chồng, anh im lặng không nói gì cả, càng khiến tôi buồn nản. "Có cái Huệ thì không có mẹ, đấy con chọn đi." Mẹ chồng buông lời chốt hạ. Chồng nhìn tôi rồi lật đật vào phòng theo mẹ. Giờ phút ấy tôi hiểu tôi đã mất cái gia đình này rồi. Tôi rời khỏi căn nhà ấy lên thành phố, không dám về quê vì sợ bố mẹ lo lắng. Tôi cố gắng chật vật với cuộc sống rồi cũng tìm được một công việc ổn định. 1 năm sau, tôi quen và có tình cảm với Nam, làm cùng công ty. Chuyện tình của chúng tôi đang tốt đẹp thì bất ngờ một ngày, chồng cũ và mẹ chồng cũ
tới tìm tôi. Hóa ra mẹ chồng cũ đã đưa con trai bà đi khám và hết lòng chạy chữa cả năm qua nhưng không có hiệu quả. Chồng cũ của tôi cũng sinh ra chán nản, buồn bực trong người, liên tục đòi mẹ lên Hà Nội tìm gặp tôi để nối lại tình cảm. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng khóc lóc xin lỗi, chồng quỳ xuống nói còn yêu tôi, xin hãy quay lại với anh. Mẹ chồng nhìn chồng tha thiết tôi như vậy cũng quỳ xuống luôn. Không biết làm sao cho phải nên tôi đành xin mẹ chồng và chồng cho một tuần để suy nghĩ. Hiện tại tôi đã dành tình yêu cho Nam, nhưng còn gia đình chồng hết tình còn nghĩa, tôi vẫn thương Đức cùng mẹ anh. Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên làm sao cho vẹn cả đôi đường. Vâng, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Ngược đời mẹ chồng cầu xin con dâu hãy ngoại tình dù chỉ một lần. Lấy chồng từ lúc vẫn còn là sinh viên đại học, Hiền luôn tự hào về người chồng giỏi giang và yêu vợ hết mực như Hưng. Làm dâu từ khi tròn 20 tuổi, nhưng cô chưa bao giờ để nhà chồng phải chịu khổ hay than vãn điều gì vì cô. Hiền ngoan ngoãn và coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ vậy. Còn nhớ lần bố chồng ốm thập tử nhất sinh, cô vội nghĩ làm việc chăm sóc bố chồng, ai cũng tấm tắc khen ngợi về nàng dâu hiếu thảo như Hiền. Hạnh phúc êm đềm suốt 3 năm. Nhưng rồi đến một ngày vợ chồng Hiền bị mẹ chồng đẩy vào bệnh viện khám thì mọi chuyện mới vỡ lỡ. Từ đó gia đình Hiền lúc nào cũng xảy ra chuyện và không khí trong gia đình luôn chìm trong sự im lặng và tội lỗi. Lúc cầm kết quả khám bệnh của bác sĩ, Hưng choáng váng ngã gục xuống đất khi thấy dòng chữ kết luận vô sinh ở dưới. Vội giấu tờ giấy đó đi, Hưng nghĩ thế là hết. Và suốt 3 năm nay vợ không mang bầu là do anh ư? Trời đất như sụp đổ trong mắt Hưng. Giờ đây Hưng phải làm gì để đối diện với thực tại nghiệt ngã này? Biết chuyện này, mẹ chồng và Hiền cũng sốc lắm. Ba người chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng ai cũng hiểu hậu quả chuyện tồi tệ như thế nào. Từ hôm ấy trở đi, Hưng bắt đầu thay đổi tính nết, suốt ngày say xỉn và sẵn sàng nổi cáu với vợ bất cứ lúc nào. Còn mẹ chồng Hiền thì buồn đến mất ăn, mất ngủ, nhìn con trai khỏe mạnh thế kia mà vô sinh, bà thương quá. Những tưởng sau khi biết chuyện này, con dâu sẽ thay lòng đổi dạ và đòi ly hôn chồng ngay lập tức. Nhưng không, đứa con dâu ngoan hiền của bà lại yêu chồng hơn. Nó cố gắng động viên chồng đừng suy nghĩ quá nhiều, vì con cái là cái số ông trời cho thì được, chứ biết làm thế nào. Cả nhà có mỗi mình Hưng là đứa con duy nhất. Chuyện này xảy ra khiến ai cũng buồn não lòng. Suy nghĩ mãi rồi mẹ chồng quyết định làm một việc khiến Hiền sốc vô cùng. Hôm ấy tranh thủ lúc mọi người trong nhà đi làm, bà lên phòng Hiền nắm tay con dâu nói chuyện. Hiền à, con tính thế nào về việc thằng Hưng không sinh được con? Con cũng không biết phải làm như thế nào. Thôi thì đến đâu hay đến đó mẹ ạ. Con không sợ mình cô độc, không có con cái nương tựa lúc già hay sao? Bây giờ mẹ có một khẩn cầu mong con đáp ứng nhé. Mẹ nói gì vậy? Mẹ đứng lên đi, mẹ đừng quỳ như thế, con tổn thọ mất. Không, mẹ phải van xin con. Vì mẹ biết chuyện này, con không bao giờ đồng ý. Hứa với mẹ đừng trái lời mẹ được không? Dạ, mẹ nói đi. Mẹ xin con hãy ngoại tình. Con hãy đi ngoại tình đi, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Gia đình này không thể tuyệt tự được. Mẹ sẽ giấu chuyện con ngoại tình với thằng Hưng. Mẹ xin con đấy. Không, con không đồng ý với mẹ được đâu. Con không thể phản bội anh Hưng được. Xin mẹ hãy hiểu cho con được không? Mẹ biết chuyện này rất khó với con, nhưng con cứ đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ và cả chính con thì con sẽ hiểu. Ai cũng mong có một đứa con để chăm sóc và là chỗ dựa lúc về già. Thằng Hưng không may
bị như thế thì đành chịu. Giờ mẹ chỉ biết trông cậy vào con. Nếu con không giúp thì bà già này chết cũng không nhắm mắt được. Mẹ, mẹ làm khó con quá. Mẹ cho con 1 tuần suy nghĩ nhé. Con cần thời gian trước khi làm chuyện trái với lương tâm này. Mẹ sẽ đợi. Chuyện này là bí mật giữa hai mẹ con mình mà thôi nhé. Cảm ơn con. Mẹ chồng xuống nhà, còn mình hiền ngồi thần thờ suy nghĩ. Ai đợi mẹ chồng lại quỳ lại con dâu đi ngoại tình chứ? Nhưng sau tất cả, cô hiểu điều mà mẹ chồng muốn là gì. Có lẽ bà đã khổ tâm lắm khi nói ra điều này. Và cô cũng vậy. Giờ cô phải làm gì đây? Giấu chồng đi ngoại tình để kiếm con theo lời của mẹ chồng, hay là chấp nhận cảnh không con nhưng giữ được lòng thủy chung với chồng đây? Vâng, mong quý vị và các bạn lắng nghe, bình luận và chia sẻ về 2 câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây tôi xin chào, hẹn gặp lại.